Quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine vì không chịu thỏa thuận với Nga. Ông Trump công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky vì từ chối một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga và những bình luận tiêu cực nhắm vào cá nhân ông. Theo CNN, trong ngày 25 tháng 9, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì từ chối thỏa thuận với Nga để kết thúc xung đột. Các thành phố ở Ukraine đang dần biến mất và chúng ta vẫn đang tiếp tục trao hàng tỷ USD cho một người từ chối thỏa thuận, Tổng thống Zelensky. Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ tốt hơn tình trạng của Ukraine hiện tại. Các bạn đang thấy một đất nước bị tàn phá và dường như không thể xây dựng lại, ông Trump nói trong cuộc vận động ở North Carolina. Cũng theo cựu Tổng thống Mỹ, chính quyền của Tổng thống Biden và bà Harris là bên phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Họ đơn giản là không biết phải làm gì và giờ chúng ta đang ở trong một tình thế ngặt nghèo. Các thành phố bị phá hủy, rất nhiều người dân đã thiệt mạng. Chính quyền đương nhiệm cần làm tốt hơn, ngay cả một thỏa thuận khiến Kiev phải chịu thiệt đôi chút cũng là phương án tốt hơn một cuộc xung đột quân sự, ông Trump cho biết. Trong phát biểu ở North Carolina, ông Trump nhấn mạnh rằng Tổng thống Zelensky đang đưa ra những bình luận không hay về bản thân ông và những nhân vật thân cận như Thượng nghị sĩ J.D. Vance. Ông Zelensky đang ở đất nước của chúng ta và đưa ra những lời lẽ tiêu cực về Tổng thống yêu thích của các bạn là tôi, ông Trump nói thêm. Cách đây một ngày, cựu Tổng thống tuyên bố sẽ làm giảm bớt sự liên quan của Mỹ tới các xung đột Ukraine nếu tái đắc cử. Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin nào về một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa ông Trump và ông Zelensky. Trước đó, tại một sự kiện vận động tranh cử ở Savannah, bang Georgia hôm 24 tháng 9, ông Trump đã đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về thế bế tắc hiện tại trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. CNN dẫn lời cựu lãnh đạo Nhà Trắng cho biết, Biden và Kamala đã đưa chúng ta lún sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine và giờ họ không thể đưa chúng ta thoát ra. Tôi đã theo dõi ông ấy, Biden, chúng ta sẽ chiến thắng. Ông ấy đã nói như vậy trong suốt 3 năm qua. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm nay cũng lặp lại nhận xét trước đây của mình rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trên trái đất. Vì mỗi lần đến Mỹ, ông Zelensky lại ra về với 60 tỷ USD cam kết viện trợ của Washington. Tuy nhiên, chúng ta đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột đó. Trừ khi tôi là Tổng thống, tôi sẽ kết thúc nó. Tôi sẽ đàm phán, tôi sẽ rút lui. Chúng ta phải rút lui. Ông Biden đã nói, chúng ta sẽ không rời đi cho đến khi chúng ta chiến thắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ là Nga chiến thắng? Đó là những gì họ đang làm và chiến đấu trong các cuộc xung đột. Ông Trump nói thêm. Cựu Tổng thống cũng nhấn mạnh việc chính quyền người kế nhiệm đã cung cấp cho Ukraine gần 300 tỷ USD, trong khi châu Âu chỉ viện trợ một phần nhỏ của con số đó. Ông Trump cũng chỉ trích ông Biden đã không cố gắng làm gì để thay đổi tình hình này. Nhà Trắng và Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận trước các phát biểu trên của ông Trump. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức sa thải đại sứ của Kiev tại Washington, với cáo buộc nhà ngoại giao này can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ông Johnson nêu yêu cầu trên trong một lá thư gửi ông Zelensky hôm 25 tháng 9, lưu ý rằng đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Makarova đã tổ chức một sự kiện ở bang Pennsylvania. Sự kiện diễn ra tại một tiểu bang chiến địa đang có tranh chấp chính trị, dưới quyền lãnh đạo của một đại diện chính trị hàng đầu cho Phó Tổng thống Kamala Harris và cố ý không mời bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào. Chuyến đi này rõ ràng là một sự kiện vận động tranh cử mang tính đảng phái, được thiết kế nhằm hậu thuẫn đảng Dân Chủ và rõ ràng là sự can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ giải thích. Nhà lập pháp đến từ bang Louisiana nhấn mạnh, đảng Cộng hòa của ông đã mất lòng tin vào khả năng thực hiện chức trách của đại sứ Makarova tại Mỹ, nên bà cần bị cách chức ngay lập tức. Ông Johnson viết, trong bối cảnh cả đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ đều ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, mối quan hệ Kiev-Washington đang bị thử thách và hoen ố không cần thiết, khi ông Zelensky và các quan chức khác ở Kiev phát biểu những lời không hay về các ứng cử viên Cộng hòa trên phương tiện truyền thông. Những sự cố như vậy không thể lặp lại, ông Johnson nhấn mạnh, đồng thời thúc giục Tổng thống Ukraine hành động ngay lập tức. Theo đài RT, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã viết thư cho nhà lãnh đạo Ukraine sau khi một số nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi Quốc hội Mỹ điều tra chuyến thăm của ông Zelensky, cáo buộc Đảng Dân Chủ sử dụng tài sản quân sự,
cụ thể là máy bay đưa người đứng đầu Kiev đến Pennsylvania để hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris một cách không phù hợp. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí New Yorker đăng tải ngày 22 tháng 9, ông Zelensky nhận định cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm nay, thực sự không biết cách ngăn chặn xung đột. Ông Zelensky cũng mô tả Thượng nghị sĩ Mỹ J.D. Vance, phó tướng và là ứng viên phó tổng thống của ông Trump, quá cực đoan, đồng thời coi đề xuất ngừng bắn của ông Vance là một ý tưởng tồi tệ. Ông Zelensky quả quyết, hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine giành lại kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ đã lọt vào tay Moscow, bao gồm cả bán đảo Crimea và 4 vùng mới sát nhập vào Nga sau trưng cầu dân ý tháng 9 2022. Moscow đã thẳng thừng bác bỏ quan điểm của Tổng thống Ukraine với lý do chúng vô lý và xa rời thực tế. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Mỹ đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột ở Ukraine và chỉ có thể thoát khỏi đó nếu ông tái đắc cử vào Nhà Trắng năm nay. Tại một sự kiện vận động tranh cử ở Savannah hôm 24 tháng 9, ông Trump đã đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris về thế bế tắc hiện tại trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. CNN dẫn lời cựu lãnh đạo Nhà Trắng cho biết Biden và Kamala đã đưa chúng ta lún sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine và giờ họ không thể đưa chúng ta thoát ra. Tôi đã theo dõi ông Biden. Chúng ta sẽ chiến thắng. Ông ấy đã nói như vậy trong suốt 3 năm qua. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm nay cũng lặp lại nhận xét trước đây của mình rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trên trái đất vì mỗi lần đến Mỹ, ông Zelensky lại ra về với 60 tỷ đô cam kết viện trợ của Washington. Tuy nhiên, chúng ta đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột đó. Trừ khi tôi là Tổng thống, tôi sẽ kết thúc nó, tôi sẽ đàm phán, tôi sẽ rút lui, chúng ta phải rút lui. Ông Biden đã nói, chúng ta sẽ không rời đi cho đến khi chúng ta chiến thắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Nga chiến thắng? Đó là những gì họ đang làm và chiến đấu cho các cuộc xung đột. Ông Trump nói thêm. Cựu Tổng thống cũng nhấn mạnh việc chính quyền người kế nhiệm đã cung cấp cho Ukraine gần 300 tỷ đô, trong khi châu Âu chỉ viện trợ một phần nhỏ của con số đó. Ông Trump cũng chỉ trích ông Biden đã không cố gắng làm gì để thay đổi tình hình này. Cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Nhà Trắng vào 26 tháng 9 sẽ đánh dấu nỗ lực gần đây nhất của nhà lãnh đạo Ukraine nhằm thuyết phục chính quyền Mỹ cho phép sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, phương Tây đã nhiều lần được Kiev thuyết phục và trấn an rằng việc đưa vũ khí mới vào Ukraine là đáng để mạo hiểm và Moscow sẽ không thực hiện các lời đe dọa trả đũa họ. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa để tấn công các căn cứ đặt chiến đấu cơ Nga, được sử dụng để thả bom lượn và phóng tên lửa nhằm vào các thành phố của nước này. Kiev cho rằng các vũ khí trên sẽ cho phép họ tấn công các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, trung tâm hậu cần, căn cứ hải quân và nhiều cơ sở quân sự khác của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustam Umerov thậm chí còn cung cấp danh sách một số mục tiêu như vậy cho chính quyền Tổng thống Biden vào đầu tháng này. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn thận trọng trong việc bật đèn xanh cho yêu cầu trên, bất chấp sự ủng hộ ngày càng gia tăng từ nhiều đồng minh phương Tây và sự thúc đẩy mạnh mẽ của Anh. Yêu cầu của Kiev đã trở nên cấp thiết hơn sau khi các cơ quan tình báo phương Tây xác nhận Iran đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo, điều mà phương Tây cũng coi là một sự leo thang. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc cho phép sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga sẽ đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine. Các quan chức phương Tây khẳng định vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về tên lửa. Tuy nhiên, các quan chức Nga tin rằng Washington đã quyết định cho phép các đồng minh cung cấp tên lửa Storm Shadow của Anh và Escape của Pháp cho Ukraine. Điều gì sẽ khiến Nga leo thang và thậm chí sử dụng vũ khí hạt nhân đã thúc đẩy một cuộc tranh luận gay gắt ở phương Tây. Nhiều nhà phân tích nói rằng các lần danh đỏ của Tổng thống Putin ngày càng trở nên kém tin cậy hơn khi nhà lãnh đạo Nga vạch ra nhưng lại không hành động. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ lo ngại Nga có thể leo thang xung đột trên những mặt trận khác, chẳng hạn như ở Trung Đông, nơi Moscow đang cân nhắc cung cấp cho Houthi tên lửa chống hạm. Các quan chức Mỹ cho biết họ không tin rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ mang đến lợi thế đáng kể trên chiến trường, vì quân đội Nga đã di chuyển 90% máy bay chiến đấu của mình ra khỏi tầm bắn của tên lửa tầm xa phương Tây. Kiev đã phản ứng bằng việc đưa ra một danh sách những mục tiêu quân sự ở Nga mà họ cho là vẫn nằm trong tầm bắn. Một lập luận khác khiến Washington không cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào các mục tiêu ở Nga là Mỹ chỉ có số lượng hạn chế những hệ thống này, có thể sẽ sử dụng ở những nơi khác tại Ukraine, trong đó có việc tấn công các căn cứ Nga ở bán đảo Crimea. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây cho biết Mỹ thường nói rằng họ sẽ không cung cấp một loại vũ khí nào đó, nhưng trước áp lực từ Ukraine và các đồng minh ở châu Âu, Washington thường đảo ngược quyết định của mình.
Trên thực tế, Mỹ đã nhượng bộ và cung cấp cho Ukraine các xe tăng chiến đấu, tiêm kích F-16 và tên lửa ATACMS, dù trước đó công khai tuyên bố họ sẽ không làm như vậy. Tại châu Âu, Đức cũng có lập trường do dự tương tự Mỹ, khi nước này phản đối việc trang bị cho Ukraine tên lửa tầm xa Taurus do lo ngại leo thang. Kể từ năm 2022, tuy ban đầu phản đối, nhưng sau đó Đức đã cho phép xe tăng cũng như các thiết bị quân sự khác của mình vận chuyển đến Kiev.